Để nhận quà tặng khuyến mãi của Tahi Game, anh chị hãy bấm vào đăng ký và bấm bật chuông lên, nhớ phải bật chuông nhá. Chị nhá, đây là một cái nhẫn xi chin vàng. À quên, sorry, bông tai xi chin vàng thiên nhiên. Tôi làm cho Miss Quế. Đây là một cặp bông tai hàng hình giọt nước, nhưng mà trên sản phẩm thì là hình trái tim anh chị nhá. Hàng xi chin này là xi chin của Bảo Lạc Jean. Tôi nhập về rất nhiều cái xi chin này. Sản phẩm này có 3 loại kích thước từ nhỏ tới lớn, được xếp theo thứ tự tăng dần. Và tôi thì không làm đeo thử được vì tôi không phải là phụ nữ, không có lỗ để đeo hoa tai. Đây là cặp sản phẩm là tôi muốn quay phim giới thiệu cho chị Quế, chị xem nhé, trước khi nhận hàng. Tiếp tục gián đoạn nhé, tôi đang quay phim cho anh chị thì có anh bạn nước ngoài sang. Tôi phải tiếp anh ấy. Gián đoạn nên là sáng hôm sau, đây là cái đoạn video này là quay 10 sáng ngày hôm sau nhá. Thì tôi cho anh chị xem lại cái thiết kế cái này. Và đây là những cái hàng xi chin mà tôi sử dụng để tôi làm cùng ở đây, anh chị thấy này. Hàng của Bảo Lạc Jean nhá. Đẹp không anh chị? Thì anh chị có thể liên lạc với tôi để mua hàng. Ví dụ những cái sản phẩm nhỏ như này thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 300 ngàn thôi, 200-300 ngàn thôi. Đấy, những cái viên cỡ như này thì rơi vào tầm khoảng 6-700 thôi. Đó, nó rất là nhiều loại, giá nó tương đối là ok và rẻ đấy. Thì tất cả hàng này là hàng thiên nhiên hết anh chị nhé. Khi làm xong thì tôi sẽ bao kiểm định hết cho anh chị. Một chút nữa nếu mà có thời gian thì. Nhưng mà cái này nó trong quá. Cái này nếu mà soi trên kính hiển vi thì không nhìn thấy gì đâu. Nó trong quá. Đây, bộ hoa tai dành cho chị gái nhá. Miss Quế 6 hạt. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hôm nay chúng ta lại có một ngày mà khả năng có rất nhiều video mới. Rồi, chào anh chị, tạm biệt anh chị nhá.